Xin kính chào các bạn. Nếu để dành 2 từ để nói về mẫu xe này thì các bạn sẽ dùng từ gì? Còn đối với tôi thì sau một khoảng thời gian vừa qua cầm lái mẫu xe này thì có vẻ cũng khá đơn giản thôi. Đó chính là thời trang và năng động. Nhưng với mức giá khởi điểm từ 3,2 cho đến hơn 4 tỷ đồng thì liệu đây có phải một món hời hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và cùng nói chuyện về nó nhé. Range Rover Evoque. Đọc đầy đủ cả họ cả tên của mẫu xe này thì phải là Range Rover Evoque. Tên dài nhỉ? Land Rover Evoque thì được định vị là mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình của Land Rover. Thực ra là chẳng cần nói điều này, các bạn có thể trực tiếp nhìn vào ngoại hình của mẫu xe này thì sẽ thấy điều đó, đặc biệt là khi đặt Evoque cạnh những người anh em của nó, ví dụ như chiếc Vela, Discovery Sport hoặc thậm chí là chiếc Defender hoặc là Land Rover thùng to. Tuy nhiên thì đây cũng chính là thứ vũ khí đầu tiên của Land Rover Evoque. Với một mẫu xe có chiều dài khoảng 4m3, chiều rộng khoảng 1m9 thì sẽ chẳng có một con đường nào phù hợp với mẫu xe này hơn là ở trong đường đô thị, ở nơi mà việc cầm lái những mẫu xe SUV đắt tiền và to lớn là một cái điều gì đó nó rất mệt mỏi. Và khi nhắc tới những mẫu xe trong gia đình Land Rover và Range Rover thì thường người ta sẽ có xu hướng nghĩ tới những cái mẫu xe SUV to lớn này, đắt tiền này, sang trọng này. Và dĩ nhiên điều đó hoàn toàn là sự thật. Và vào thời điểm năm 2011 khi mà chiếc xe này được ra mắt thì chiếc Evoque nó nhanh chóng trở thành một hiện tượng ở trên thế giới và nó đã trở thành một con gà đẻ trứng vàng đúng nghĩa của thương hiệu Land Rover. Và khi thoạt nhìn vào chiếc Land Rover Evoque này thì mình tin là sẽ rất nhiều người cho rằng là làm thiết kế ở những hãng xe như kiểu Land Rover có vẻ nhàn. Thì trông cũng nhàn thật. Nhưng các bạn cứ để ý mà xem, giữa các thế hệ sản phẩm của ví dụ như Land Rover đi thì chúng ta vẫn sẽ có nhiều cái điểm tương đồng về phần form xe, về phần bố cục, và họ chỉ thay đổi những cái chi tiết nhỏ nhỏ của chiếc xe thôi. Và đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao trong việc là bảo lưu những cái giá trị trong quá khứ và nó vẫn song hành được với cái vẻ đẹp của hiện đại và một cái vẻ đẹp gì đó nó rất là thời trang. Và đây cũng chính là một cái điểm mạnh của việc thiết kế xe trong gia đình Land Rover. Điều mà mình nghĩ là sẽ có rất nhiều hãng xe lớn ngày nay trên thế giới đang khiến người dùng bị khó hiểu. Đồng ý rằng ở trên Range Rover Evoque thế hệ thứ 2 chúng ta sẽ có một sự hao hao rất lớn so với cả thế hệ đầu tiên, đặc biệt là về phần form dáng. Và nhà sản xuất họ chỉ tinh chỉnh lại một số những chi tiết thiết kế ở phần đầu xe, đèn đóm trước sau. Và phải thừa nhận rằng mẫu xe này nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ người đàn anh là Range Rover Vela. Theo quan điểm của cá nhân mình thì không chỉ ở Range Rover Evoque đâu, mà đối với cả các mẫu xe Land Rover ngày nay thì họ đều đi theo một cái hơi hướng thiết kế đơn giản, tinh gọn, tức là những cái đường thiết kế mà nó bị gọi là cầu kỳ hay là rối rắm thì đều đã được lược bỏ, thay vào đó bằng là sự đơn giản. Và chính như danh họa nổi tiếng Leonardo da Vinci còn nói thì đơn giản chính là đỉnh cao của sự phức tạp. Và ở trên những mẫu xe Land Rover ngày nay thì họ đi theo đúng cái triết lý đó. Và đối với cả chiếc Land Rover Evoque hay là những mẫu xe của Land Rover thì nếu các bạn để ý kỹ, các bạn sẽ thấy một điều rằng những cái chi tiết thiết kế của hãng xe này rất hay đi trước thời đại. Ví dụ như phần tay nắm cửa thò thụt hay là kiểu sơn đùa tông mà mãi đến ngày nay thì nó mới xuất hiện ở trên các mẫu xe hơi hiện đại. Và thật sự là tình cờ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có mượn được ở đây là chiếc Range Rover Evoque màu đỏ, đúng với cả cái màu sơn mà lần đầu tiên tôi nhìn chiếc xe này ở trên hình, ở trong bộ phim Crash Landing on You, tức là hạ cánh vào bụng anh ấy, hay cả hạ cánh nơi anh ấy. Thì nhìn ngoài đời nó cũng rất hốt hồn, không kém gì ở trên phim ảnh. Và chiếc Range Rover Evoque này thuộc phiên bản B250 SE với gói A-Dynamic, có mức giá chính xác vào khoảng 3,9 tỷ đồng. Và chúng ta sẽ có những cái trang bị như mâm xe 20 inch 5 chấu với gói ngoại thất kiểu A-Dynamic, điều hòa tự động 2 vùng, hai màn hình kỹ thuật số 10 inch, một màn hình công tơ mét 12,3 inch, có cruise control, có giới hạn tốc độ, có hỗ trợ giữ làn đường, có cảnh báo phương tiện cắt ngang khi mở cửa, có cảnh báo người lái khi mệt mỏi, có cam 360 và thậm chí nó còn có cả hỗ trợ đỗ xe tự động, cả lùi song song và lùi vào chuồng. Ngoài ra thì ở trên chiếc xe này thì cũng đã được build thêm một số những trang bị, ví dụ như là hệ thống đèn LED thông minh, có cảnh báo áp suất lốp, có hai ghế trước đều chỉnh điện và nhớ ghế.
ghế thì bọc da Windsor, hệ thống âm thanh 11 loa của Meridian. Và với gần đó các option thì mức giá của chiếc xe này nó đã đẩy lên đôi chút so với cả mức giá khoảng hơn 3,9 tỷ ban đầu. Các bạn thấy sao về những cái trang bị tiêu chuẩn của phiên bản này thì hãy để lại comment để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Còn với tôi thực ra là với 3,9 tỷ với gần đó trang bị thì cũng tương đối là ổn đấy chứ. Và đối với cả một mẫu xe dành cho đô thị hướng tới những người trẻ thì rõ ràng không gian cốp và hàng ghế thứ hai cũng là một trong những chi tiết mà chúng ta cũng thường quan tâm. Thì đối với cả chiếc Evoque, để mà nói về không gian cốp của mẫu xe này thì nó cũng tương đối là nhỏ nhắn, cũng có thể để được khá đồ, nhưng nếu để gọi là để một cách thoải mái thì có lẽ là chưa, vì đây là một mẫu xe, vốn nó là một mẫu xe cỡ nhỏ mà. Còn ở hàng ghế thứ hai thì ở trên mẫu xe này, chiều dài cơ sở chúng ta đã được nới dài ra một chút so với cả phiên bản trước, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc là cái khoảng duỗi chân của chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng nếu để nói là một cách vô cùng chiều chuộng hành khách ở hàng ghế thứ hai thì có lẽ nó vẫn cần phải cải thiện thêm một chút nữa. Rồi, bước vào không gian cabin thì việc đầu tiên mà các bạn có thể cảm nhận được đó chính là về phần thiết kế của mẫu xe này, Range Rover Evoque. Và phải thừa nhận rằng cái phong cách thiết kế của chiếc Vela nó tiếp tục ảnh hưởng đến mẫu xe này. Và Evoque cũng là một mẫu xe nó tiếp tục bảo lưu được cái giá trị quá khứ. Bằng chứng là trong cái việc thiết kế của mẫu xe này ở cái khu vực điều khiển trung tâm, chúng ta sẽ có cái bố cục tiếp tục là dạng dọc. Và thay vào đó, nhà sản xuất Anh Quốc thì họ có sử dụng đặt vào đây là hai cái màn hình cho tác vụ giải trí và điều khiển các chức năng của xe, bên cạnh với cả một cái màn hình đồng hồ công tơ mét cũng tương đối là lớn. Và để đánh giá về từng phần đi, đầu tiên là về phần thiết kế thì cái này có lẽ nó sẽ tùy thuộc vào cái phong cách và cái sở thích của mỗi người. Nhưng với mình thì đây là một cái phong cách thiết kế có thể nói là nó khó có thể chê vào đâu được. Rất sang trọng, tinh tế. Mọi cái nút bấm về vật lý giờ đây nó đã được tối giản, và thay vào đó là cảm ứng hay là những cái trải nghiệm về mặt sờ chạm, ở mặt tapi, ở ghế, ở bệ tì tay. Tất cả đều được bọc da và cái phối màu của nó cũng rất là đẹp và ưa mắt. Và một cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ táp lô cũng đều là nhựa mềm. Tức là về những cái trải nghiệm về thị giác, về sờ chạm ở trên mẫu xe này thì đối với mình thì mình hài lòng về cái thiết kế và cái trải nghiệm như thế này. Ngoài ra nữa thì đánh giá một cách sâu hơn về từng bộ phận ở trên nội thất của chiếc xe này đi, thì ví dụ như là cái phần màn hình này đi, thì ở trên Range Rover Evoque hoặc là những mẫu xe Range Rover mới thì họ thiết kế màn hình đặt ở đây. Nhưng cái khéo ở đây là họ thiết kế cái màn hình giải trí này có thể nhô ra được và có thể tùy biến được cái phần độ cao nghiêng để hạn chế cái mức độ là ánh nắng mặt trời nó xuyên vào ấy. Và về cái giao diện hiển thị của màn hình này cũng như là về cái cách trải nghiệm của nó sử dụng về cảm ứng ấy. Nhưng mà có một cái là mình cần và mình thích, nó có thêm những cái ví dụ như là rung phản hồi ở cái phần chạm của cái màn hình này. Ví dụ hiện tại là nó đang chưa có và mình rất hay có cái tình trạng là bị ấn trượt vì nó là cảm ứng mà nó cũng không có cái rung để phản hồi cái theo cái bấm của mình, nên là nhiều khi mình hay bị ấn trượt. Nếu có thêm cái đó thì mình nghĩ nó sẽ hoàn hảo hơn. Và bên cạnh đó thì ở trên chiếc xe này thì giờ đây nó sử dụng cần số dạng tay nắm như thế này, chứ không còn sử dụng dạng núm xoay như ngày xưa nữa. Tiếp theo là ở khu vực ghế đi, thì ở trên Range Rover Evoque nó cũng có thiết kế ghế với hai phần lưng nó ôm vào người lái. Điều này thì khi mình vào cua, mình đi ở những vận tốc cao thì cái độ văng ở trên người mình nó sẽ hạn chế và nó sẽ được ôm ghì vào hai cái phần ghế này, cũng tương đối là ok. Và ở trên Range Rover Evoque, một cái chi tiết nữa mà mình cũng đánh giá cũng khá là cao, đó chính là cái phần thiết kế ở cái khu vực dưới cái phần ghế ngồi hàng ghế thứ hai ở đây, nó được thiết kế vát xuống. Và điều này nó sẽ giúp cho những cái người mà có cái kích thước người cũng tương đối là to lớn như mình không bị gọi là bị cạ cái đầu gối vào cái khu vực bệ này. Nhiều khi là với những nhiều mẫu xe SUV là mình hay bị cái tình trạng đó, ngồi này sẽ không được thoải mái. Và đó là cái về phần thiết kế, về những cái phần giao diện. Và người ta thì vẫn thường nói là nhan sắc là một khởi đầu tốt, nhưng rõ ràng văn hay thì không chỉ nằm ở phần mở bài, có đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về cảm nhận lái của mẫu xe này nhé. Điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Range Rover Evoque này đó chính là cái việc cầm lái ở trong phố. Và bản thân thương hiệu
Land Rover thì họ cũng định hình luôn. Đây là một mẫu xe đặc biệt phù hợp để di chuyển ở trong nội đô. Và quả thực là như vậy. Với một chiếc xe có kích cỡ nhỏ gọn như thế này thì sẽ đúng là chẳng có con đường nào phù hợp hơn đối với cả Evoque, ngoài việc chúng ta chạy nó ở trong phố, đặc biệt là ở trên những cái phố kiểu nhỏ bé, chật hẹp. Thì ngoại hình của chiếc Evoque này nó hoàn toàn có thể giúp các bạn có thể dễ dàng xoay trở ở trong những cái điều kiện đường đó. Đối với cả chiếc Evoque này thì nó có cái bán kính quay đầu đâu đó rơi vào khoảng 6,2m. Và đây cũng thực sự cũng không phải là một con số nó quá tối ưu. Cũng phải chia sẻ thật với các bạn là như vậy. Nếu để so về mức độ quay đầu đi thì chiếc xe này với cái bán kính quay đầu như thế này thì chúng ta sẽ cần lấy một cái góc khuôn nó rộng hơn đôi chút, mặc dù là kích thước của nó cũng tương đối nhỏ bé. Tiếp theo là về cảm giác vận hành thì ở trên chiếc Evoque được trang bị khối động cơ là loại i4 tăng áp với công suất là khoảng 245 mã và hơn 360 Nm mô men xoắn. Thực ra mà nói, nếu đặt trên bàn cân về mặt thông số kỹ thuật thì khi so về sức mạnh với cả chiếc xe đối thủ của mẫu xe này, một mẫu xe đến từ Đức, thì chúng ta sẽ thấy được một cái sự tương quan cũng tương đối là đáng kể. Các bạn hãy trực tiếp cầm lái những mẫu xe như thế này, và đặc biệt là đối với cả chiếc Evoque phiên bản B250 bọn mình đang có ở đây, thì các bạn sẽ nhận ra là mọi cái thông số, những cái thông tin trên mặt giấy tờ ấy, nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Còn thực tế về cái khả năng vận hành của nó thì phải nói là nó dễ dàng làm cho các bạn cảm giác là những con số kia nó hoàn toàn là tẻ nhạt, hoàn toàn là khô khan. Mặc dù là chỉ sử dụng khối động cơ là 2.0 thôi, nhưng mà cái khả năng vận hành từ khối động cơ i4 ở trên chiếc Evoque này có thể nói là nó rất lanh, nó rất khoát và nó dễ dàng làm cho các bạn cái cảm giác là nó khá là vui vẻ. Thực sự là như vậy. Ở những cái nước ga đầu thì chiếc Evoque nó tỏ ra cũng tương đối là hiền lành, tương đối là mềm mại để đi ở trong phố. Nhưng các bạn cứ thử nhích chân ga lên độ khoảng hơn 2.000 vòng trên phút thì cái vòng tua máy lập tức nó sẽ được đẩy lên rất nhanh, cao khoảng 2.500 đến khoảng 3.500 vòng trên phút. Thì cái độ khoan khoái của nó bắt đầu được thể hiện ra. Và khi cầm lái chiếc xe này thì mình có một cái cảm giác là, đối với quan điểm mình thôi nhá, là mình có cảm giác là nó khá là giống so với cái kiểu vận hành của chiếc Jaguar E-Pace. Tất nhiên là với chiếc E-Pace thì các bạn sẽ có một cái mức độ thể thao nó cao hơn một chút so với cả chiếc Evoque. Nhưng mà ở đây mình muốn nói là về cái phần sức mạnh ấy, cái phần mà nó làm cho các bạn cảm giác vui vẻ ấy, thì nó cũng tương đối là giống. Một trong những cái điểm mà mình rất ấn tượng ở trên những cái mẫu xe của Land Rover hay những mẫu xe đến từ Anh đó chính là cái cảm giác về phần vô lăng. Phải chia sẻ thật với các bạn rằng khi các bạn cầm lái những cái vô lăng kiểu như thế này thì các bạn sẽ thấy được là nó rất chân thật, nó có cái mức độ phản hồi từ bề mặt đường, độ siết vô lăng phải nói là nó chuẩn. Tức là các bạn đánh đến đâu là các bạn biết đến đấy luôn, và cái độ dô của vô lăng ấy nó gần như là nó không xảy ra, gần như là nó không xảy ra. Gần như là chúng ta đánh lái đến đâu là chúng ta biết đến đấy và nó rất chuẩn xác. Đây là một trong những cái điểm mà không phải mẫu xe nào cũng làm được. Mặc dù là kể cả có những xe vài tỷ nhưng chưa chắc các bạn đã có được những cái cảm nhận nó như thế này. Thì đấy là cái giá trị ở trên những cái mẫu xe châu Âu hoặc là những mẫu xe của Anh hoặc là những mẫu xe như kiểu Land Rover này. Ví dụ đang đi rất bình thường nhá, anh em nhìn nhá. Ông A này. Đó. Thì cái khả năng tăng tốc ở trên chiếc xe này, đặc biệt là ở những cái giải vận tốc chung ấy, nó phải nói là nó ấn tượng. Nó dễ dàng làm cho các bạn cái hiện tượng là nó dính ghế, mặc dù đây chỉ là sử dụng động cơ 2.0 thôi nhá, chưa phải động cơ gì đó nó quá ghê gớm. Trong một số ngày vừa qua thì chúng tôi đã đi chiếc xe này ở trong phố, trong những cái cung đường chật hẹp, thì phải thừa nhận rằng với cái tầm quan sát ở trên chiếc Evoque, nó đem đến cho cá nhân mình một cái cảm giác là nó dễ điều khiển ở cái tầm quan sát ở phía trước, phía sau và hai gương. Cơ bản là các bạn sẽ có được một cái tầm nhìn đủ rộng và thoáng, chỉ duy một điều là cái hệ thống, cái phần gương chiếu hậu ở trên chiếc xe này ở trong xe ấy, mặc dù là thiết kế tràn viền nhưng cái ô kính ở phía kính hậu ấy, nó hơi nhỏ, thành ra là khi nhìn ở góc đuôi xe thì đâu đó các bạn sẽ có cảm giác là nó hơi bị hẹp một chút. Còn ở hai gương ở hai bên và ở khu vực phía trước thì rất là ổn. Kết hợp với cả cái khoảng sáng gầm xe vào khoảng 21 cm thì đây là một cái điểm cộng để khi di chuyển ở trong phố hoặc thậm chí là đi vào những cái cung đường nó hơi ngập nước hoặc leo lên vỉa hè, thì đó là cái điểm cộng của những cái mẫu xe gầm cao nói chung thôi. Và đối với cái chiếc Evoque thì nó cũng sẽ là một cái điểm cộng để cho các bạn có thể di chuyển ở trên những cái cung đường kiểu như vậy, hoặc thậm chí là thỉnh thoảng mang ra những cái cung đường nó gồ ghề hơn một chút. Thì với hệ dẫn động 4 bánh với cái khoảng sáng gầm xe và cái mực lội nước khoảng cỡ 60 cm ở trên chiếc xe này theo nhà sản xuất họ công bố, thì nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái loại điều kiện địa hình như vậy. Đứng ở trên khía cạnh một người sử dụng bình thường thì để xem nào,
một số những cái điểm mà mình nghĩ là mình muốn là nó cần cải thiện hơn. Nhất đó là ở hệ thống treo thì ở trên chiếc xe này, mặc dù Range Rover là một thương hiệu hạng sang, xe gầm cao hướng tới tập khách hàng giàu có, những người yêu thích cái sự tinh tế, thì ở trên chiếc xe này lúc đầu ấy mình nghĩ là họ sẽ tinh chỉnh theo cái hệ thống treo nó phải mềm mại hơn so với cả kiểu của Jaguar. Tuy nhiên thì đối với cả cá nhân chiếc Evoque này thì khi mình lái thì mình mới nhận ra một điều là hệ thống treo của nó cũng hơi cứng cứng. Nó làm cho mình cảm giác rõ được cái mức độ của bề mặt đường, đặc biệt là khi các bạn đi qua những cái gờ giảm tốc hoặc những cung đường xấu ấy, thì cái hệ thống treo này nó sẽ có một cái mức độ nảy và cái tiếng cục cục tương đối là rõ ràng. Nhưng tất nhiên là nhìn ở trên một góc độ tích cực thì cái hệ thống treo ở trên chiếc Evoque nó cũng xử lý trong cái việc dập tắt các dao động ấy cũng tương đối là nhanh. Chính vì vậy các bạn sẽ không có cảm giác là bị quá khó chịu khi đi qua những cung đường như thế. Còn với gu của mình thì mình thích là nó phải mềm mại hơn nữa, nó phải có một cái mức độ nhún tốt hơn nữa thì nó sẽ hợp với cái kiểu phong cách của chiếc xe này hơn. Bên cạnh đó thì cũng một phần nữa đến từ việc là bản thân chiếc xe mà chúng tôi đang cầm lái ở đây thì là sử dụng bộ mâm là 20 inch kết hợp với cả một cái bộ lốp Scorpion Zero của Pirelli, một cái bộ lốp cũng hàng hiệu nhưng mà cũng khá là cứng. Chính vì vậy thì khi đi qua những cái cung đường xấu thì tất nhiên là cái phản hồi từ bề mặt đường ấy nó cũng sẽ rõ ràng hơn, đặc biệt là khoảng cách âm. Nói đến cách âm thì đối với cả trên chiếc Range Rover Evoque này ấy, thì khi các bạn đi ở trên những cái cung đường nhựa, đường đẹp và đi ở giải vận tốc độ khoảng 40-50 km/h thì nó rất là tĩnh, nó làm cho các bạn cảm giác một điều là nó thoải mái. Nhưng khi các bạn đi ở những mặt đường nhám hơn, ví dụ như ở cao tốc chẳng hạn, thì cái độ ồn từ phía lốp, từ hộp bánh xe nó cũng sẽ rõ rệt hơn đôi chút. Nên chung quy lại là đối với cả chiếc Range Rover Evoque này, đối với cá nhân mình thì nếu trong trường hợp mình lựa chọn nó thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn cái phiên bản và cái tùy chọn mâm nó nhỏ lại đôi chút. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đánh đổi thôi. Bộ mâm nhỏ hơn thì đồng nghĩa là nó sẽ không được đẹp như kiểu bộ mâm to như thế này. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có lốp nó dày hơn và nó đi nó sẽ êm hơn, cách âm nó cũng sẽ tốt hơn so với cả kiểu vành to lốp mỏng và là một bộ lốp cứng như kiểu như thế này. Một trong những cái điểm mà có thể nói là thú vị ở trên những chiếc xe kiểu như Range Rover Evoque hay những chiếc xe hạng sang đắt tiền đó chính là những cái nền tảng khung gầm nó chắc chắn. Bản thân ở trên chiếc xe này thì sử dụng nền tảng khung gầm unibody không thân liền khối, và cái mức độ chắc chắn của nó được thể hiện rất rõ ở trong hai trường hợp. Một là khi anh em đi nhanh vào cua, hai là trên những cái cung đường nó xấu, thì các bạn sẽ cảm nhận được là luôn luôn chúng ta sẽ có một cái trạng thái yên tâm ở cái hệ thống khung gầm, hệ thống treo nó chắc chắn và nó luôn luôn hình thành cho chúng ta được một cái cảm giác là nó liền khối, nó liền lạc với nhau, nó không bị có những cái âm thanh lục cục, nó không bị có những cái âm thanh nó nghe nó bị rời rạc. Thì với những cái chiếc xe như thế này anh em có thể dễ dàng cảm nhận được cái điều đó. Đối với cả một chiếc xe nhỏ như thế này ấy, thì một trong những cái trang bị mà mình nghĩ là các bạn cũng có thể tùy chọn thêm đó chính là hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh, ví dụ như trên chiếc Range Rover Evoque này. Tuy nhiên thì đối với cả cái hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh như thế này ấy, thì có một lời khuyên dành cho anh em, đó là nếu có tùy chọn thì nhờ dán phim cách nhiệt, thậm chí là dán hai lớp cũng được. Vì là nếu để bộ cửa sổ toàn cảnh như thế này ấy, thì nhất là nó thoáng xe hơn, nhưng nó lại có một cái hiện tượng là nó bị hấp hơi, hấp kính ấy, chính xác là hấp kính, thì nó sẽ nóng, rất nóng. Thì nếu mà có lựa chọn những cái tùy chọn như thế này thì anh em nhớ dán một hai lớp dán phim vào để cho nó hạn chế đi cái tình trạng là chúng ta phải bật điều hòa to, tốn xăng hơn và nó cũng sẽ bị nóng. Cũng chia sẻ hơi ngoài lề với các bạn một chút thì ở trên chiếc xe này được trang bị hai ghế phía trước đều chỉnh điện và có cả nhớ 3 vị trí. Thực ra mà nói thì với mình thì mình chỉ cần ghế lái là chỉnh điện và có nhớ ghế thôi, còn ghế phụ thì chỉnh điện thì cũng không cần nhớ ghế lắm. Nhưng mà ở trên chiếc xe này nó cũng có luôn cả nhớ ghế 3 vị trí. Và nói đến nhớ ghế thì ở trên những cái dòng xe kiểu như thế này ấy, mình thích nó ở một cái chỗ là khi các bạn nhớ ghế là đồng nghĩa nó nhớ cả gương, cả vô lăng của chúng ta luôn. Có nghĩa là khi chúng ta bấm vào hàng ghế mà chúng ta quen thuộc ấy, thì tự động gương này, tự động vô lăng này, tự động ghế nó sẽ về đúng vị trí, thay vì là chỉ nhớ ghế không. Rất nhiều chiếc xe cũng khá là buồn cười khi nó chỉ nhớ ghế, trong khi gương và vô lăng thì nó không nhớ. Mà rõ ràng là khi chúng ta lên một chiếc xe thì ngoài việc chỉnh ghế thì chúng ta còn phải chỉnh gương lược và vô lăng cho đúng tư thế của chúng ta, có đúng không ạ? Cũng phải chia sẻ với cả các bạn một chút là sau một thời gian ngắn cầm lái chiếc xe này thì mình khá là thích nó với cái góc độ của một người trẻ. Và với Range Rover Evoque thì nó đem đến cho mình được một cái cảm giác là nó không quá bị phổ thông, nó không quá bị công nghiệp,
Nói thì nghe có vẻ nó hơi bị cao siêu, nó hơi bị kiểu nặng nề quá ấy, nhưng mà thực ra với mình thì nó mang được một cái chất hơi quý tộc. Các bạn cứ để ý mà xem, ví dụ như là Hoàng gia Anh hoặc những cái tầng lớp thượng lưu chẳng hạn, họ cũng không phải bỗng nhiên mà họ lựa chọn những cái mẫu xe của thương hiệu Range Rover. Dễ dàng nó tạo cho các bạn cái cảm giác là nó không hề bị công nghiệp quá, nó không hề bị đại trà quá, nó có gì đó nó tinh tế và đơn giản nhưng nó vẫn làm cho mình cái cảm giác sang trọng. Thì đấy là cái mà mình thích ở trên những cái xe kiểu như thế này. Và tổng quan lại thì đây là một mẫu xe mà đối với quan điểm của cá nhân mình, nó là một mẫu xe khá là năng động và linh hoạt để các bạn có thể di chuyển ở trong phố, ở trong điều kiện gọi là đô thị, và nó vẫn đem đến cho các bạn được cái cảm giác là nó vui vẻ và có những cái phút giây phải nói là nó cũng tương đối là phấn khích đối với cả chiếc xe này. Và trên xe này thì nó cũng có sẵn là khá là nhiều chế độ lái, 5 chế độ lái và auto và thậm chí là Terrain Response 2, chế độ nhận dạng địa hình thế hệ thứ 2. Mặc dù là với chiếc xe này thì mình nghĩ là cũng chả có ai mang nó đi vào những cái cung đường kiểu đá sỏi bùn lầy kiểu off-road gì đâu, nhưng mà đó, với một chiếc xe kiểu Land Rover mà một chiếc xe kiểu SUV địa hình thì rõ ràng nó vẫn có những cái chức năng như vậy để có thể gia tăng thêm cái gọi là trải nghiệm lái, cái trải nghiệm về đa dạng cung đường dành cho người dùng. Và bản thân chiếc xe này thì giờ đây nó cũng đã có rất nhiều option tiêu chuẩn đi kèm theo xe, và việc build thêm các option thì cũng là một lợi thế dành cho những người mà ưa thích cá nhân hóa chiếc xe của mình. Và đó là những cái chia sẻ rất riêng và những cái cảm nhận của mình về chiếc Range Rover Evoque thế hệ thứ 2. Jaguar Land Rover thì được phân phối ở Việt Nam chính hãng bởi nhà phân phối là Phú Thái Mobility, và mình vẫn luôn luôn muốn các bạn trực tiếp qua những cái showroom của họ để có thể cầm lái và có những cái nhìn, những cái cảm nhận riêng nhất của mình về chiếc xe. Bên cạnh việc là xem những video review như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái cảm nhận nó trực quan hơn. Các bạn thấy sao về Range Rover Evoque thế hệ thứ 2 có mức giá từ 3,2 cho tới cả hơn 4 tỷ? Liệu nó có phải một món hời không thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Mình là Hoàng Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.